Hôm nay ngày 8 tháng 3, thời tiết tại miền Bắc nước ta tiếp tục hạ nhiệt, trời rét chủ yếu về đêm và sáng. Miền Nam thì trời nắng, có nơi nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ duy trì tình trạng rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Cảnh báo ngày và đêm mai ngày 9 tháng 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực này có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền tại khu vực này đều có nguy cơ cao, chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh. Trong kế hoạch vừa được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt ra mục tiêu phát triển mới 450 đến 550.000 ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2030. Theo kế hoạch phát triển trồng rừng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành đến năm 2030, tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt khoảng 1 triệu ha, trong đó duy trì diện tích rừng trồng gỗ lớn hiện có là 500.000 ha và phát triển mới giai đoạn 2024-2030 khoảng 450.000 đến 550.000 ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nếu Việt Nam có thêm 1 triệu hecta rừng cây gỗ lớn đang ở độ tuổi 13 đến 15 năm, thì khả năng hấp thu khí nhà kính của diện tích rừng này lên tới hơn 300 triệu tấn CO2 một năm, tương đương với tổng lượng phát thải khí nhà kính của cả nước. Trong năm 2023, Việt Nam lần đầu bán được hơn 10 triệu tín chỉ carbon, thu về hơn 50 triệu đô la Mỹ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành lâm nghiệp có thể tham gia thị trường tín chỉ carbon thế giới. Thưa quý vị, thời tiết nắng hanh khô khiến nhiều khu vực rừng tại Lào Cai rơi vào nguy cơ cháy cao ở cấp 4, cấp 5. Do đó, nhiệm vụ phòng chống cháy rừng trong thời gian này tiếp tục được địa phương đẩy mạnh, nhất là sau khi xảy ra vụ cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên vừa qua. Đều đặn tuần tra kiểm soát công tác phòng chống cháy rừng, các cán bộ hạt kiểm lâm thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cũng thường xuyên phối hợp với các tổ đội quản lý bảo vệ rừng các xã thực hiện phát hành lang bảo vệ rừng cũng như chuẩn bị sẵn sàng công tác ứng phó khi có sự cố cháy rừng xảy ra. Trước mắt tuyên truyền vận động nhân dân không vào rừng làm nương rẫy, luôn sẵn sàng túc trực rồi kiểm tra kiểm soát những cái địa bàn trọng yếu. Lực lượng kiểm lâm cũng thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đến người dân về các nguy cơ cháy rừng cũng như các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tổ chức phòng cháy cháy rừng từ cấp thị xã đến cấp xã và các cái thôn bản và chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Công tác mà chuẩn bị luôn được là cấp ủy chính quyền quan tâm và đặt lên ở cái mức là báo động cao để sẵn sàng ứng phó khi mà có các cái nguy cơ xảy ra. Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, các thông tin cảnh báo chỉ đạo phòng chống cháy rừng thường xuyên được tỉnh Lào Cai cập nhật qua hệ thống theo dõi khí tượng báo cháy qua vệ tinh. Cùng với hơn 4,5 nghìn thành viên các tổ đội xung kích bảo vệ rừng cũng thường xuyên được tập huấn sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Chuẩn bị các cái dụng cụ, phương tiện, trang thiết bị để công tác phòng cháy chữa cháy rừng và rà soát kiện toàn lại các cái lực lượng, tổ đội xung kích, tổ đội quần chúng bảo vệ rừng của cấp xã, cấp thôn và các đơn vị chủ rừng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng, gắn trách nhiệm với lãnh đạo các địa phương để bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy đạt hiệu quả. Thưa quý vị, để rút thẻ vàng EC của Liên minh châu Âu trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU luôn được Cà Mau xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ đội biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là hai đơn vị chủ lực luôn chủ động, sẵn sàng trong việc giám sát tàu khai thác thủy sản trên biển. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Công tác tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, quản lý tàu cá, vận hành thiết bị giám sát hành trình được tăng cường. Đặc biệt là tỉnh Cà Mau đã triển khai đưa vào sử dụng phần mềm số hóa dữ liệu IUU, cung cấp các thông tin về danh sách tàu cá toàn tỉnh. Thì chúng ta áp dụng nhiều các cái biện pháp, từ đó là công tác đăng ký, đăng kiểm, rồi đặc biệt là cái sự tham gia của chính quyền địa phương
cộng với đó là cái việc áp dụng các cái biện pháp công nghệ như là gắn thiết bị hành trình, như là số hóa hồ sơ tài liệu của tàu cá, có nghĩa là đảm bảo 100% cái số phương tiện trong phạm vi quản lý của chúng ta đều có cái hồ sơ để lại, và chúng ta có thể ngay lập tức kiểm tra xác minh nếu cần thiết. Ngoài ra, Cà Mau tập trung nguồn lực tăng cường công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc, nhất là các bến cá, các vựa thủy hải sản. Phải nắm được thời gian các tàu đánh bắt hải sản, tọa độ khai thác và tàu thu mua thủy sản cũng phải cụ thể được vùng biển khai thác. Khi đi khai thác thì thuyền trưởng phải ghi và nộp nhật ký đầy đủ cho tổ chức quản lý cảng cá, phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá trước 1 giờ trước khi tàu cập cảng. Trong thời gian gần đây, tỉnh Cà Mau đã hình thành một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn đủ mạnh để hoạt động khai thác hải sản xa bờ và hợp tác khai thác viễn dương với các nước trong khu vực, đồng thời củng cố và phát triển các mô hình tổ đội sản xuất, hợp tác xã, các hình thức kinh tế tập thể liên danh, liên kết thật sự vì lợi ích của ngư dân, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, gắn kết cộng đồng, phát triển và ổn định vùng biển và hải đảo.